10 mỹ nhân quyến rũ nhất làng phim Hoa ngữ, Ngô Thư Hân bất ngờ lọt bảng. Nhiệt ba, Dương Mịch đỉnh thế mà vẫn phải ngậm ngùi đứng sau ba người khác. Cách đây không lâu, một trang truyền thông lớn đã gây chú ý khi chọn ra 10 cái tên quyến rũ nhất của làng phim Hoa ngữ. Đảm bảo những mỹ nhân được xuất hiện trong bảng xếp hạng và vị thứ của họ sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ. 10. Can Đình Đình. Can Đình Đình là sao nữ nổi lên với vai Phan Kim Liên trong Thủy Hử. Nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng cuốn hút cũng từng giúp cô được ca tụng là nữ hoàng quảng cáo. Đáng tiếc, cô của bây giờ vì sa đà trùng tu nên chỉ có thể ngậm ngùi xếp chóp. 9. Trương Vũ Kỳ. Trương Vũ Kỳ là nàng thơ hiếm hoi của Châu Tinh Trì theo đuổi hình tượng quyến rũ. Và nhờ màn biến hóa này mà sự nghiệp cô thăng hạng vùn vụt thành sao hạng A của Cbiz. Bản thân cô cũng biết tận dụng ưu thế để tạo điểm nhấn, xuất hiện ở đâu là gây bão ở đó. 8. Ngô Thư Hân. Dù bị xếp vào hàng phổ nữ của Cbiz, nhưng Ngô Thư Hân vẫn dễ dàng lọt top nhờ sở hữu số đo hình thể rất đáng ngưỡng mộ. Có chiều cao lẫn vóc dáng đẹp, chỉ cần Ngô Thư Hân chịu cải thiện phong cách ăn mặc và trang điểm một chút thôi, đảm bảo cô sẽ còn tiến lên vị trí cao hơn. 7. Trung Sở Hy. Không có số đo đầy đặn như những cái tên khác, nhưng Trung Sở Hy lại sở hữu chiều cao của một siêu mẫu cùng thần thái quyến rũ hệt như dàn mỹ nhân Hồng Kông ngày xưa. Đó là lý do cô vẫn thường có mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc. 6. Trương Hinh Dư. Sau khi kết hôn với chàng quân nhân Hà Tiệp, Trương Hinh Dư cũng từ bỏ hình tượng quyến rũ quen thuộc để trở nên kín đáo thanh lịch hơn. Dẫu vậy, nhờ vào những hình tượng gây bão trong quá khứ mà cô vẫn dễ dàng vượt mặt nhiều cái tên đình đám khác. 5. Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong lứa sao sinh sau năm 90 hiện nay, Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên hiếm hoi theo đuổi hình tượng quyến rũ. Nhờ sự đột phá ấy mà mỹ nhân Tân Cương ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả đó. Đáng tiếc, vì dạo này sụt cân nhiều mà cô mất đi nét đầy đặn của ngày xưa, chỉ có thể ngậm ngùi đứng thứ 5 mà thôi. Hy vọng Nhiệt Ba đừng sa đà siết cân nữa mà hãy quay lại làm ba béo của ngày xưa đi. 4. Dương Mịch. Không phải ngẫu nhiên mà Dương Mịch được khán giả coi là biểu tượng thời trang mới của Hoa ngữ đâu, bởi cô rất khéo chọn phong cách, tôn được khuôn mặt trong trẻo cùng dáng người quyến rũ của mình. Dựa vào ưu thế đó, Dương Mịch chẳng cần khoe khéo số đo đẫy đà thì người ta vẫn say đắm. 3. Cổ Lực Na Chát. Dù chỉ mới theo đuổi hình tượng quyến rũ trong vài năm gần đây thôi, nhưng sức hút của Cổ Lực Na Chát là điều chẳng ai có thể phủ nhận được. Nhất là trong dịp cuối năm 2023, những màn khoe sắc với bộ cánh cắt xẻ táo bạo đã giúp người đẹp phong khởi lũng Tây thu hút mọi ánh nhìn của khán giả, đánh bại được đồng hương Địch Lệ Nhiệt Ba. 2. Từ Đông Đông. Dù tên tuổi mờ nhạt nhất trong danh sách này, nhưng với phái mạnh thì Từ Đông Đông vẫn là gương mặt thân quen nó. Bởi Từ Đông Đông luôn biết cách tận dụng ưu thế vóc dáng để tăng sức hút bản thân. Theo dân tình hé lộ thì Từ Đông Đông mới được bạn trai cầu hôn thành công, không biết sau khi thành vợ người ta, cô có từ bỏ hình tượng quen thuộc này không nhỉ? 1. Liễu Nham. Dù thua kém về đường diễn, nhưng riêng về hình tượng quyến rũ thôi thì Liễu Nham thừa sức áp đảo những cái tên còn lại. Bởi cô vốn đi lên từ những bộ cánh táo bạo, những cảnh phim giới hạn tuổi mà. Hình tượng quyến rũ của Liễu Nham thành công đến mức dù cô đã chuyển sang diện những bộ cánh kín đáo hơn thì vẫn chẳng ai có thể vượt mặt được.